Rồi, ok, đã nói đến từ giảm giá thì em cũng giảm luôn cho anh chị em mình luôn. Chơi luôn. Giảm luôn. Rồi, tiếp theo, giảm giá 1.900.000 cho một xe dòng Winner V1 Raider sang cơ. Hiện tại bây giờ em có 2 con đồng giá là 20.900.000 và cũng được giảm giá là 1.900.000 và còn 19.000.000 nhé. Nhưng em cũng giảm giá cho anh chị em mình là 1.900.000 hết nhé. Xe thì bao hồ sơ thì em cũng giảm giá cho anh chị em mình. Con này giảm tới 3.900.000 luôn. Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam, cũng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị mình những dòng xe trong cửa hàng nha. Đó, cửa hàng ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn mình. Hôm nay rất là nhiều xe luôn nè, như là Winner X rất là nhiều luôn nè. Hôm nay thì gặp anh Thắng. Rồi. Hello, xin chào toàn thể anh chị em. Hôm nay em Amy lại tiếp tục giới thiệu cái dòng xe bên cửa hàng cho anh em mình. Thì, rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. Bên cửa hàng hiện tại thì còn rất là nhiều xe về liên tục, nhập liên tục để phục vụ anh chị em. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì ghé số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương ủng hộ em nhé. Anh chị em nào mà cần hỗ trợ ngân hàng trả góp thì hiện tại bên cửa hàng em đang đồng hành cùng 3 ngân hàng Zac, Home và FE. Thì thủ tục rất là đơn giản, anh chị em chỉ cần chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng. Xe dưới 40 triệu anh chị em mình không cần trả trước nhé. Đó, 40 triệu là dưới 40 triệu là anh em mình các bạn không cần phải trả tiền trước luôn á. Và anh chị em nào ở xa mà không tới được thì bên em cũng bán hỗ trợ, bán online cho anh chị em mình. Ví dụ như cái xe vay ô anh chị em mình mà chốt được thì em sẽ ship cho anh chị em mình nhé. Đặt cọc cho em vài triệu thôi. Khi nào nhận xe thì anh chị em mình chuyển nốt số còn lại vào số tài khoản cho em hoặc là có thu hộ. Dạ, đó. Thì đây em sẽ lướt cho anh chị mình một quận nè. Đó, rất là nhiều xe nè. Bắt đầu tập quay từ bên trong nha. Anh chị em đi vào đây. Xe rất là nhiều. Đi qua một vòng. Đủ loại luôn anh em các bạn ơi. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi. Ngày mai thì anh chị em nào mà cần mua thì cứ ghé em. Bởi vì bên cửa hàng em là nó có rất là nhiều xe đa dạng về chủng loại. Anh chị em mình, các bạn mình chịu khó mình xem mình cho em một like, một đăng ký kênh nha. Và đừng quên nhấn chuông khi có video mới thì cập nhật về cho anh chị em các bạn mình nhanh nhất nha. Trả góp xe dưới 40 triệu không cần trả trước. Đó. Lãi suất thì bắt đầu từ bên trong thì là ok. Và được Rồi, center 135 còn đây nữa nè. Rồi, center đây 135. Thì em cũng nghe đâu là S135 kỳ này nó đang hot lên rất là ấy, nhưng mà bên cửa hàng đang giảm giá. Nguyên hàng 135 này thì hiện tại em đang xả kho giảm 1.900.000 một xe. Thì đầu tiên ví dụ như con này em đọc giá cụ thể cho anh chị em mình nhé. Đầu tiên con này có biển số 38D1 2013-2014. Xe là máy móc zin hết nhé. 18.900.000 và đường giảm 1.900.000 là còn 17.000.000. Thì những cái xe này anh em mà về mà úp áo 2010-2011 là cực kỳ là chuẩn luôn. Máy móc thì ok. Như con này biển số 70, 17.900.000 là còn 16.000.000 biển số 70 nhé. Còn bên đây biển số 61 2017. À quên, xin lỗi. 2013 17.900.000 còn 16.000.000. Con màu đỏ bên đây là con biển số 60. Đó, 18.900.000 và được giảm 1.900.000 là còn có 17.000.000. Và con S150 này cũng đang được giảm giá, giá là 25.900.000, được giảm 1.900.000. Còn vậy chỉ là còn 24.000.000. Rồi, ok các bạn anh chị mình có quan tâm thì cứ liên hệ ngay qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Đó. Tiếp theo mình xem lần lượt từ đây ra ngoài nhé. Ok. Acuro biển số 69. Con này em cũng giảm giá luôn. 14.900.000 Acuro của Yamaha. Được giảm 1.900.000 là còn 13.000.000. Con này màu còn đẹp quá các bạn ơi. Rất là đẹp. Hới luôn. Rẻ. S150 biển số 67. Màu đen nhám, led 3 khoang, 31.900.000. Đó. Rồi ra đây là NVX 24.900.000.
24.900. NVS đỏ đen nha các bạn. Rồi có con màu trắng ở này luôn nè. Đó, con trắng ở này, 768 Kiên Giang nè. Con này chỉ 22.900 thôi. 22.900. NVS 125 nha các bạn anh chị mình ha. Rồi đây mình xem tay ga anh thắng, tay ga đi. Ủa tay côn à? Tay côn chứ. Okay. Bữa thì mình xem tay ga trước rồi giờ xem tay côn trước. Rồi. Ở trên cái video này em cũng giới thiệu cả nhà mình luôn, em xả cái lô này, anh chị em mình có nhu cầu ủng hộ em nhé. Những lô này, dòng ẹt 150 này em giảm đồng 1.900.000 hết. Tất cả dòng ẹt giảm 1.900.000 hết, từ 135 đến 150. Ok chưa? Xả cho đi hết. Đó. Anh nghe này. Rồi chứ con này mình là xem video 26.900 được giảm 1.900.000 là còn 25 triệu nhé. Đó, con này màu ngon đẹp. Đẹp nha. Nói có mầm đôi luôn nè. Nói đi, con biển số 36, nói đi em. Rồi, tiếp theo nè. À, con này tem cũng khá đẹp nha. Chầm. Con này giá mờ rồi. Đợi em tháng xíu. Tiếp tục. Rồi, con này con biển số 69, 25.900. Cũng được giảm 1.900.000 luôn, nguyên lô ẹt ngày hôm nay nhé. Hôm nay là ngày 26 tháng 3. Dạ. Cũng cuối tháng em xả cái lô này. Anh chị em nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ em nhé. Giảm 1.900.000 một xe. Tiếp theo con này là 25.900.000. Là con này là bao hồ sơ. Đã nói giảm rồi thì thôi cũng giảm luôn. Còn 24 triệu nhé. 24 triệu đã được bao hồ sơ thôi. Rồi tiếp theo biển số 66, 26.900.000. 2018 là còn 25 triệu này. Đó, xe liên lạc đẹp nha các bạn mình nè. Rồi tiếp theo luôn, cũng màu xanh luôn ha. Rồi tiếp theo. Con này con biển số 69, 26.900.000 cũng được giảm 1.900.000 luôn. Đó, ok chưa? Rồi, còn bên đây đời 2017, 18 á. 2018. 27.900.000 và được giảm 1.900.000 luôn. Còn là 26 triệu nhé. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhanh tay. Dạ. Đang giảm giá. Đấy. Những cái xe như này thì anh chị em mình không cần trả trước nhé. Rồi tiếp theo đây là 25.900.000 tiếp. Là con này là 2017. Con này dán tem sơn 3D. Đó. 2017, tem sơn 3D. Đó, màu sơn rất là xinh đẹp luôn. 900 luôn. Rất là sáng ha. Ok, tiếp theo thì lô Winner V1. Innova V1 thì 2468. Rồi ok, đã nói đến từ giảm giá thì em cũng giảm luôn cho anh chị em mình luôn. Chơi luôn. Giảm luôn. Giảm luôn. Rồi tiếp theo, giảm giá 1.900.000 cho một xe dòng Winner V1. Biển số 47, 25.900.000 còn 24 triệu. Đấy. Còn đen biển số 66, 26.900.000 còn 25 triệu, giảm 1.900.000. Ok chưa? Con này 25.900.000 được giảm 1.900.000 còn 24 triệu. Rồi. Ok chưa? Tiếp theo màu vàng nè. Rồi, màu vàng 24.900.000 được giảm tiếp 1.900.000 là còn có 23 triệu, chỉ còn 23 triệu thôi. Đó. Và đây nữa, 24.900.000 biển số 68 được giảm 1.900.000 là còn có 23 triệu tiếp ạ, màu cam ạ. Rồi, rồi 25.900.000 tem sơn, cái này là dán đề can, được giảm 1.900.000 là còn 24 triệu ạ. Tiếp theo con cuối cùng là 25.900.000 biển số 66, nói đi em, là còn 24 triệu. 24 triệu nha các bạn anh chị mình. Đợt này giảm rất là mạnh nha anh chị các bạn mình. Có nhu cầu quan tâm thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em nha, hoặc đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương để xem xe nha các bạn. Rồi đây thì có lô tiếp tục là Sonic Sachia nè các bạn mình ơi. Rồi tiếp tục sang Sonic Sachia. Sonic Sachia con này cũng mới về luôn, 39.900.000. Rồi chơi luôn, cũng giảm 1.900.000 một xe luôn. Ok nhá. Giảm luôn các bạn ơi. Giảm 1.900.000 một xe luôn. Là còn có 38 triệu ạ. Ok, rồi tiếp theo. Tiếp theo là Sonic tiếp là hai biển số 67 2019 37.900.000.
Đó, cũng được giảm 1,9 triệu luôn. 36 triệu thôi. Đó. 36 triệu. 35 triệu 900 và đã được bao hồ sơ. Đã nói là giảm thì bây giờ nó em nói thật xin lỗi cả nhà là lời lõm thì tầm này nữa, giảm cho anh chị em mình 1 triệu 9 nữa là còn có 34 triệu là đã bao hồ sơ có sẵn trong kia rồi. Ok, okay. Chưa? Sao nét cho các bạn. Ừ. Sachia. Rồi. Đây là Sachia, Suzuki Sachia này. Số 65 38 triệu 900. 38 triệu 900. Đó, cái Sachia 38 triệu 900. Đó. Được giảm 1 triệu 9 là còn 37 triệu ạ. Sachia giảm luôn anh? Giảm luôn. Đã nói là wow. giảm hết luôn. Đồng giảm giá 1 triệu 9 cho một xe. Anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Dạ. Xả hết cái này ạ. Con này là 37 triệu 900, còn có 36 triệu này. Rồi. Rồi, Sachia tiếp. Sachia màu xanh. Con này là 38 triệu 9 này. Mới về xong. À 38 triệu 9. Mới tinh. Dạ, con này có biển số 84. Rồi, sang đến đây là dòng Rider Sang Cơ. Hiện tại bây giờ em có hai con đồng giá là 20 triệu 900 và cũng được giảm giá là 1 triệu 9 là còn 19 triệu nhé. 19 triệu thôi cả nhà. Đó. 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 Rất là rẻ. Một chiếc 19 triệu nha các bạn, mình Rider Sang Cơ còn hai chiếc ha. Hai chiếc 19 triệu hết. Ok. Rồi, đây thì mình xem Winner Winner X luôn này các bạn ơi. Đó, đây. Winner X. Bắt đầu từ bên đây đi anh. Đây, con đỏ. Ok, Winner X. Thì như con đây là con này là 28 triệu 900, bảng số ở đâu thì em không nhớ. Nhưng em cũng giảm giá cho anh chị em mình là 1 triệu 9 hết nhá. Đồng giảm giá 1 triệu 9 hết là còn 27, con này cũng thế, 28 triệu 9 còn 27 triệu. Tiếp theo 28 triệu 9 còn 27 triệu, hàng mới về em chưa ghi giấy nót luôn. Cái này đánh dấu cái giá là có ngày hôm qua. Rồi 29 triệu 900, được giảm 1 triệu 9 còn 28 triệu. Con này là 28 triệu 900, được giảm 1 triệu 9, là còn 27 triệu. 27 triệu. ABS 31 triệu 900, giảm 1 triệu 9 còn 30 triệu. Tiếp tục 30 triệu 900, ABS được giảm 1 triệu 9, là còn có 29 triệu. Bao ngon bổ rẻ. Ok. Em đi sau này em quay lướt qua một một lượt cái bảng số. Dạ, các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì mình cứ nhanh liên hệ trong cái cuối tháng này nha anh chị các bạn mình ha. Đây, biển số anh chị các bạn mình tham khảo ha. 95 29 70 nè, 61 nè. 66 nè. Và 61 nha các bạn anh chị mình ha. Rồi. Đây thì mình xem lô Tay Ga. Tay Ga thì quay từ đây quay vô. Dạ ok. Đây thì mình quay Vario 150. Cái này là lên đi bô xăng lửa rồi nhá. Có nào thì em cũng báo với anh chị em vậy. Đã đi bô xăng lửa. Nó hết xăng mất rồi. Bô xăng lửa. Con này là giá là 44 triệu 900 và cũng được giảm 1 triệu 9. Còn 43 triệu. Giảm luôn anh. Giảm luôn. Qua. Wow. Rồi. Tiếp theo màu trắng nè. Cái video này thì em quay đây thì anh chị em mình để ý là video này là em giảm giá là đồng giảm giá hết các mặt hàng, các xe trong cửa hàng là đồng giá 1 triệu 9. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhanh chân. Rồi yeah. Tiếp theo đây ạ. Vario tiếp là 150, biển số 47. 2019 45 triệu 900 cũng được giảm 1 triệu 9. Đó, là còn có 44 triệu ạ. Rồi đến đây là dòng SH cao. SH cao này em cũng giảm cho anh chị em mình 1 triệu 9 một xe luôn. Ok chưa? Đấy. Như con này. Con này là con biển số 71. 150 ABS 2019 89 triệu 900. Giảm 1 triệu 9 là còn 88 triệu ạ. Màu đỏ xe đẹp không lỗi ạ. Tiếp theo đây là biển số 59 cũng 150 86 triệu 900. Và được giảm 1 triệu 9 là còn 87 triệu ạ. Nói chung là cái giá ở trên đây là anh chị em mình cứ gạt xuống 1 triệu 9 cho em ạ. Con nào cũng vậy ạ. Rồi tiếp theo SH 150 ABS biển số 60 màu đen 86 triệu 900. Dạ còn có 85 triệu thôi ạ. Biển số 83 SH 150 2021 97 triệu 900. 1 triệu 9 trừ đi còn 96 triệu ạ. Đấy, xe còn đẹp nha các bạn, mới tin luôn. Và giờ đây con này là con siêu mới, siêu cọp luôn. 98 triệu 900. Xe chạy 160 km.
như một chiếc xe mới, giá 1,9 triệu luôn. Rồi. Rồi tiếp theo sang đây là con này, con biển số 94 150 2020, 96 triệu 900. Dạ cũng vậy luôn. 96 triệu 900, giảm 1,9 triệu là còn 95 nha các bạn chị ha. Đó. Rồi qua đây rồi em. Alo. Một đời mới nè, mẫu mới nè. Alo. 150 ABS nha các bạn. Biển 62. Dạ. Con này đời 2020 96 triệu 900, giảm 1,9 triệu là còn 95 thôi. Ok. 150 95 triệu. Rồi, tiếp theo là em màu trắng. Màu trắng. Dạ, xe này con này thì 125 ABS. 75 triệu 9 ạ. Mới về xong ạ. Giá là 75 triệu 9 ạ. Rồi. Rồi, vào trong đây còn nữa nè. Alo ạ. Alo. Alo. 25 đã full ý 57 triệu 900. 125 full ý 57 triệu 900 nhé cả nhà nhé. Full áo ý luôn nha các bạn mình ha. Mới tinh luôn. Áo mới luôn. Đó, và trong con đây 150. Cái này thì đời nó là đời 2014. Con này là đời cũng 2014 luôn, 150, giá là 62 triệu 900. 62 triệu 900 những cái xe như này thì anh chị em mình thấy đó. Úp dàn áo ý là xe nó đẹp xuất sắc luôn. Đẹp hết chỗ chê luôn. Máy móc thì em bao zin cho cả nhà. Đó, nhìn cái xe cực kỳ là đẹp. Rồi 150 biển số 48 77 triệu 900. Cũng được giảm 1 triệu 9 luôn. SH 2020 89 triệu 900 mà được full ý, full nguyên giản áo ý luôn nhé cả nhà nhé. Xong cho con màu đỏ này ra đây nhé. Con màu trắng luôn. Đây. Rồi. 150 ABS nhé cả nhà nhé. Con này, con này 150 ha. ABS 2020. Mẫu là mẫu đèn mắt hí rồi đó. Rồi, tiếp theo. Con bên đây là con LED 2 tầng. 86 triệu 900 cũng là 150 luôn. Biển số ở đâu mà em quên mất rồi, nó không có giấy nót, xe hàng cũng mới về thôi. Rồi tiếp tục, đây là con biển số 17, 86 triệu 900. Đời 2018. Dạ cũng được giảm 1 triệu 9 luôn. Rồi và đến đây ạ, đến đây là hàng BCX. Hiện tại bên cửa hàng em còn có 2 chiếc thôi. Một chiếc màu đen nhám là 125 và một chiếc màu bạc là 150. Dạ. Yeah. Chiếc màu đen nhám là 34 triệu 900 mà đã có sẵn hồ sơ, em giảm cho anh chị em mình 1 triệu 9. Và cái con bên đây là con biển số 72 đời 2019. Thì em sẽ giảm giá cho anh chị em mình là nó giá nó là 58 triệu 900 nhưng mà con này đang xả 2 triệu 9. Còn có 56 triệu thì ạ. Đó, xe đẹp này, không lỗi ạ. Con này giảm tới 2 triệu 9 luôn nha các bạn. Dạ nghe anh ơi. Rồi mình xuống dưới kia mình xem lô tay ga nó kìa, nó thắt mo. Cỡ nhỏ nha. Xe biển số sang bên đấy AB nữa nè, có như là có AB Thái nằm phía trong kìa các bạn ơi. Anh đang quay dở video đi để xong em nhắn tin qua Zalo gửi giấy mua bán qua xong anh kiểm tra cho nhé. Một rồi AB tiếp theo Thái. AB Thái ạ, vào đây thì em giới thiệu AB Thái luôn. Con này là biển số bao hồ sơ AB Thái 2011 full xăng điện tử, giá là 46 triệu 900 là bao hồ sơ. Xe thì bao hồ sơ thì em cũng giảm giá cho anh chị em mình. Con này giảm tới 3 triệu 9 luôn. 3 triệu 9. Dạ, con này lỗ luôn. Là còn có 46 triệu 900 đúng không? Giảm 3 triệu 9 là còn có 43 triệu. 43 xả triệu hết, các bạn ơi. Hết đáy luôn ạ. Ok. Xả hết cỡ luôn. Anh chị em nào mà mến cái dòng này, thích cái dòng này thì liên hệ với em qua Zalo, qua số điện thoại, có thể là em sẽ chụp hình của anh em báo cho chi tiết hơn. Xe thì máy móc thì em bao zin cho anh chị em mình hết, giao bao zin từ A đến Z luôn. Con này cũng vậy luôn anh. Đúng rồi, hai con nó như nhau hết. Rồi. Rồi SH Mo 2015 39 triệu 900, biển số 61. Đó, số 61. 61C. Thì con này cũng được giảm 1 triệu 9 là còn có 38 triệu ạ. Thì ở rồi, đây thì không phải là trên cái video này không phải là con cũng có những con em giảm nhiều hơn. Giảm tới 2 triệu 9, à giảm tới 3 triệu 9, giảm tới 3 triệu 9 nhé. Giảm từ 1 triệu 9 cho đến 3 triệu 9. Ok chưa ạ? Như con này là con biển số 69 SH Mo đời 2018, 50 triệu 900 mà con này đang giảm giá là 2 triệu 9, còn có 48 triệu ạ.
này bay hết màu. Rồi tiếp theo sang đây, con này con biển số 36, 51.900.000 là được giảm 2.900.000, là còn có 49.000.000. Và qua đây là con biển số 76, con này là 2018-2019, 52.900.000. Con này thì màu đỏ sport, xe cực đẹp luôn. Con này em giảm giá cho anh em mình là 1.900.000 nhé. Giảm 1.900.000. Và ở đây có một con ở bên ngoài cùng này nó rất chi là đặc biệt, bởi vì là nó là màu bạc đen, phiên bản cá tính, khóa smart key thắng ABS. Đó. Giá chỉ có 59.900.000. Nhưng mà em sẽ bớt cho anh chị em mình 1.900.000 là còn nó 58.000.000. Đấy, ok. Rồi, rồi một em AB. AB 26.900.000. AB 2017 màu sơn 3D. Màu vàng cát, sơn 3D phiên bản cao cấp ấy. Là con này có biển số 69. Em cũng giảm giá cho anh chị em mình 1.900.000 luôn. Còn có 25 mà các bạn ơi. AB hình như là có một em duy nhất này. Đây AB đầu bò mình còn không thắng. AB đầu bò còn bên kho kia thì cũng còn nhé các bạn. AB đầu bò nếu mà anh chị em nào mua là chỉ có 13.000.000 một chiếc. Em em giảm hết cỡ luôn. Là đồng giá hết 13.000.000 một chiếc. 13.000.000. Dạ ok các bạn. Đầu tiên Vision, con này là 2019, giá 23.900.000. Em cũng giảm cho anh chị em mình là 1.900.000 luôn, còn 22.000.000. Và con bên đây là con biển số 66, 21.900.000, được giảm 1.900.000 là còn 20. 28.900.000 cho phiên bản khóa smart key biển số 61D1 2019, được giảm 1.900.000 là còn 27.000.000. Rồi, con này thì nó không có gì, cái này là tháo bình ra để còn sạc bình. Con này đang sạc bình hả anh? Rồi, đang sạc bình, tháo bình tháo ra sạc. Tháo bình sạc bình. Dạ để em gắn ở đây cho nó nhìn thấy nó giống hình dạng cái mấy cái đứa này. Đó. Xe để lâu quá bình nó hơi cũng phải hết thôi các bạn mình ơi, cũng phải sạc lại thôi ha. Con này là đời 2012, giá 12.900.000. Thì cũng giảm cho anh chị em mình luôn. Lời lỗ gì tầm này nữa. Giảm 1.900.000 là còn có 11.000.000 ạ. 11.000.000 các bạn ạ. Vision máy cực ngon, biển số 59, biển số thành phố. Đó. Ok. Rồi qua đây là con biển số 68, 29.900.000. Khóa smart key đấy 2020. Rồi cũng được giảm 1.900.000 luôn. Còn 28.000.000. Cũng 2020 luôn. 29.900.000 khóa smart key biển số 85 màu trắng. Xe con này thì còn đang dán keo nguyên con luôn. Yeah. Cũng được giảm 1.900.000 là còn 28.000.000. Chìa khóa thông minh nha các bạn. Khóa thông minh. Đó. Khóa smart key, khóa thông minh đó. Rồi tiếp theo đây là con này con biển số 71 khóa thông minh. Cũng được giảm 1.900.000 luôn, còn 28.000.000. À 28.000.000 giảm 1.900.000 còn 27. Không nói mình lộn. 27.000.000. Rồi qua đây. Rồi. Con này con biển số 61G đời 2014, giá 14.900.000, cũng được giảm 1.900.000, còn có 13.000.000. Rẻ không ạ? Đó, xe còn em là khi mà đã giảm xe những dòng xe mà khoảng 10.000.000 này mà giảm 1.900.000 đi thì thật xin lỗi anh chị là lời ở đâu ra. Nhưng mà đã giảm giá là em giảm đồng loạt hết. Đó. Xả hết, anh chị em nào có nhu cầu ủng hộ em nhé. Rồi. Lít này, lít 22.900.000. Biển số 62. 61 hay 62 quên rồi. Biển 61 nha các bạn. Lít biển 61. Con này 22.900.000, được giảm 1.900.000 luôn. Đúng không anh Thắng? Đúng rồi. Là còn có 21.000.000 nè các bạn. Janus, con này có biển số 37, khóa smart key đời 2018, giá 18.900.000, được giảm 1.900.000 là còn 17.000.000. Con này biển số 62, 2018, 19.900.000, phiên bản limited, phiên bản cao cấp, giá là 19.900.000, được giảm 1.900.000, là còn có 18.000.000. Và qua đây, con này con biển số 59 là khóa thường 2018, 17.900.000, được giảm 1.900.000, còn 16.000.000 ạ. Rẻ, ơi là rẻ luôn. Rồi, tiếp tục. Liberty, Liberty thắng ABS, phiên bản máy E-Gate, là máy sau này nhé. Thắng ABS thì nói chung dòng này là dòng cao cấp rồi. 26.900.000, biển số 93, đời 2017, được giảm 1.900.000 là còn 25.000.000. Đó, xe còn khá đẹp nha các bạn ơi. Rồi, nhiều mới luôn. Tiếp theo, biển số 37. Máy là phun xăng điện tử Liberty, giá 13.900.000, cũng được giảm 1.900.000 luôn, còn 12.000.000. Rồi qua đến đây, còn bên đây là bên biển số 79 tiếp, 12.900.000, cũng như vậy luôn, còn có 12.000.000 thôi. Okay, và đang nói hơn ở đây là có một con
Janus, Econoza. Econoza có 11.900, xe máy móc cực kỳ là ok. Máy zin nét, nổ, êm ru. Đó, rất là êm. 11.900. Giảm 1.900 là còn có 10 triệu à? Dạ còn có 10 triệu thôi. 10 triệu cho Nova, Nova. Dòng này chạy rất là bền nha các bạn. Cũng cực mạnh luôn á, máy chạy mạnh lắm. Rồi thì tất cả những dòng xe thì nãy giờ em với anh Thắng cũng quay và cập nhật giá cho anh chị các bạn mình, giá là giảm rất là mạnh luôn nha. Hôm nay thì các bạn mình nếu mà có nhu cầu quan tâm thì mình tranh thủ nha, tranh thủ mình liên hệ qua số điện thoại giúp em, hoặc mình đặt cọc xe nha. Có khi nào mình có hãng tiền thì mình cứ đến mình mua, mình cứ cọc xe trước. Thì video em chỉ cập nhật tới đây nha. Anh chị các bạn mình nếu mà thích cho em một like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Và mình đừng quên nhấn vào cái nút chuông nha. Khi mình đăng ký mình nhấn vào cái chuông. Khi có video mới nhất của em xuất hiện sẽ cập nhật về cho anh chị mình nhanh nhất để có thể nắm được cái giá xe hiện tại nha. Ok. Rồi. Xin chào toàn thể anh chị em mình nhé. Anh chị em nào có nhu cầu mua xe thì ghé số 5 đường Lý Thường Kiệt ủng hộ em nhé. Hiện tại đang giảm giá rất sâu. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn mình trong những video tiếp theo.